Đối tượng sát hại cả gia đình ở Hóc Môn từng đi tù đánh gia đối vợ ngay trong đêm tân hôn. Sau khi ra tù, đối tượng Nguyễn Hoàng Nam được gia đình và bà nội lo việc cưới hỏi vợ con. Bà nội Nam đã cho y tiền vàng để lập nghiệp, nhưng đối tượng vẫn không tu chí làm anh sống đàng hoàng. Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam sinh năm 1993, quê huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, từng đi tù. Trong thời gian ở tù, bà nội của Nam là người từng thăm nuôi đối tượng này. Sau khi ra tù, gia đình cưới vợ cho Nam để mong hắn tu chí làm anh. Tuy nhiên, ngay đêm tân hôn, Nam đã đánh đập đuổi người vợ mới cưới đi một cách không thương xót. Gần đây, Nam đang quan hệ với một cô gái khác quê ở tỉnh Long An, hiện người này đã mang thai. Cô Nguyễn Thiên Hơ, chị gái của ông Đức, cha của Nam cho biết, tôi là cô ruột nó, nhưng nhiều khi thấy nó cũng sợ cháu, vì nó có tính côn đồ hay chỉ bới hành hung người khác. Bản thân ba ruột nó cũng từng bị nó đánh nhiều lần. Sau khi nó ra tù, gia đình nội ngoại, nhất là bà nội nó, đã lo cưới sinh vợ cho nó. Nhưng không ngờ, nó vẫn đổ đốn, nhọn nhẹt, hút chết. Một người sống gần nhà đối tượng cho biết, Nam hiện ở với mẹ ruột là bà Dung và mở một tiệm ăn uống. Tuy nhiên, tôi thấy ít khi Nam ở nhà mà người này thường ra ngoài để đi thu tiền cho những tiệm đá gà bắn cá qua mạng trên địa bàn. Qua tìm hiểu, phóng viên được biết có thông tin cho rằng Nam bị ba nội ngăn cản về việc đang bồ bịch với cô gái ở tỉnh Long An, do đó đối tượng mới ra tay tàn độc với người này như vậy. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lơ, người cô cả của Nam, lại phủ nhận thông tin trên. Bà Lơ khẳng định không bao giờ có chuyện đó, bà nội là người lo cho nó từng miếng cơm manh áo khi nó ở trong tù. Sau khi nó mãn hành tù, cụ một tay lo đám cưới cho nó tiền vàng để cho nó sinh sống làm ăn chuyện nó vừa mới cưới vợ rồi bỏ vợ, cọc bồ lăng nhăng, chẳng ai dám nói gì hết. Kể lại thời điểm xảy ra vụ việc, bà Nguyễn Thị Lờ thẳng thờ nói, chiều hôm qua tôi nhận được tin, khi sang đến nơi tôi thấy mẹ mình nằm gục dưới sân, trên người đầy máu, cạnh đó là cậu Đức, người cũng đầy vết thương. Đến 16 giờ 53 người ta chở Đức đi cấp cứu, tuy nhiên trong lúc gia đình đang lo tiền để làm phẫu thuật cho em Đức, thì bác sĩ gọi điện báo cậu Đức đã không qua khỏi, hiện giờ tăng thương bao trùm cả gia đình một căn nhà phải tổ chức tới ba đám tang cùng lúc tất cả vì thằng nghịch tử oan gia bà nl đâu đến nói thêm